Đây là cách trị mất ngủ lâu năm nha. Chị em nào mà có người thân mình bị mất ngủ nè thì áp dụng theo cái cách này của em Thúy nha. Tỏi mình sẽ là đem nướng lên nè, mình lọc vỏ ra rồi mình cho vào nồi nha. Đó, cho vào một chén nước và mình nấu nè, rồi mình sẽ là uống trước bữa ăn nha.